Hiếm khi mình gặp được con tắc kè nên mình quay lại chắc bạn xem nha các bạn. Tắc kè nhà mình nha các bạn. Nó có hai cái bên đây, hình như nó có hai cái sừng bên đây. Đổi ngay quá, nó không có ấy nha các bạn thấy gì, nó to lắm nha các bạn. Nó đổi màu rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn xem nè. Đó, mình quay nó. Đây bên hông hình như nó có hai cái sừng. Đó, nó chuẩn bị nó chạy rồi các bạn ơi. Nó đi cái móng chân nữa các bạn. Nó chạy lên đó rồi các bạn. Mình bắt đằng lát thì mắt nó bị đỏ nha các bạn. Đây, quay rõ cho các bạn xem nha. Nó ngó xuống mình. Không hay to nha các bạn. Đây nhìn mình, nó không biết mình làm cái gì. Nhìn chăm chú luôn các bạn. Nhìn mình nó chạy xuống hay sao á. Thì mình nhắc ghế, mình quay sát sát lên xíu nha các bạn. Chạy qua nhà tắm rồi các bạn. Các bạn giờ nó không có đèn nữa nha các bạn. Hai cái chân sau và hai chân trước của nó bám rất là chắc nha mọi người. Mình không bắt nó được. Trên sân nhà rồi các bạn. Màu rất là đẹp nhưng mà sao quay lên nó không được rõ các bạn ơi. Lâu rồi nó không có kêu nữa các bạn. Này nó mất kêu lắm. Hãy xem nha các bạn. Bắt ghế lên mình coi rồi. Hay. Nó ít nhất cũng được 25 cm. Quay gần lại nha các bạn. Tại nó ở nóc nhà cho mình đứng mình nó hay rung tay nha các bạn. Này các bạn, màu đẹp không các bạn. Đến trên ghế mình quay nó hơi rung tay các bạn ơi. Đang tắc kè nha mình nha các bạn. Không có con bự hơn nữa mà. Hôm nay gặp con này nó nhỏ rồi. Mấy con đi hết mấy con các bạn ơi.